gà. Hôm nay là anh gắn bó với nghề này bao nhiêu năm rồi? Ồ, vậy 20 năm rồi hả? Không, ở đây là chụp hình đất của chú. Cô đây sửa hoa. Bên đó là 22 là ga xiền rồi đấy ha. Ga hết bên đó rồi đó. Dạ. Dạ thì hôm nay em đi về quê hương Phú Tăng. Đây là Phú Tăng, ở đây xã Hòa Lạc của chú anh chị. Ở đây thì em thấy bà con trồng hoa rất là nhiều luôn nè. Em thấy chú đang tưới hoa nè. Cúc này cúc gì mà màu tím tím đẹp quá chú? Cúc lan tím á. Quá tràn đẹp luôn. Ở bên kia là pha lê hả chú? Năm nay vườn của mình là dự kiến ra chợ bao nhiêu chậu chú? Mình trồng mình chặt ngang mình bán ha. Khu này chú cũng đầm cỡ 5 công đất rồi ta. Không tới 5 công ha. Chú làm cái nghề này bao nhiêu năm rồi? Thấy trồng đẹp quá nè. Dạ. Nguyên cái khu này ấy anh em của chú làm không ha? Dạ, đúng anh em. Dạ. Cô chú anh chị thấy nè. Phú Tăng cũng trồng hoa rất là đẹp nha, đất ở đây cũng rất là tốt. Cái giống này là cái giống truyền thống hay là cái giống nhập chú? Cái giống này ở dưới ấy đem về cái giống này ở chỗ xứ lạnh chứ gì đó. Ở Bến Tre hả? Không. Nó không ngoài miền ngoài chứ. Ngoài hả? Đà Lạt hả? Ờ Đà Lạt. Đà Lạt. Ồ vậy mà về đây trồng cũng hợp bông dữ ha. Dạ. Giống này nói chung là giống từ Đà Lạt vậy ha. À, thường thì mấy năm trước chú cung cấp hoa cho chợ nào? Nói chung là bán chợ lẻ, chợ nhỏ thì cũng chợ nào cũng có. Dạ. Năm nay chú thấy tình hình nó phấn khởi không? Dạ, thương lái ta đi mua chưa? Cũng có bán ra rồi nhưng mà có một cái là năm nay cái giá không được thơm đi đụng ở ba Đà Lạt á. Dạ. Bông nhà vườn năm nay nhà vườn năm nay không có giá ha. Ừ. Là năm nay đụng nhiều hả chú? Dạ, để đụng ba bông Đà Lạt á. Năm trước ngon không? Ngon. Năm trước ngon ha. Dạ. Nhưng mà năm nay thì hy vọng thì đụng ít tí cho mấy cô chú có động lực để làm nữa chứ đụng hoài chết luôn. Nói chung có trúng năm cái năm dịch Covid vậy mà năm đó trúng. Năm dịch Covid mà trúng hả? Ừ. Không ai đi đâu được mà trúng cuộc phải trúng. Cái vườn mình thì hoa cúc màu tím nè, rồi màu vàng chanh nè. Ở bên đó là loại gì chú? Cũng tơ gan nó nở, còn này nó vậy, chưa nở. Vậy là hôm nay là mình bao vô bọc rồi đấy ha. Công phu ghê luôn ta. Vàng dài ra đó. Vì là thuê người làm mới nổi chứ dễ gì. Làm nhà làm lấy công làm lời không? Ủa chú đây làm nhà không hả? Bên đó là em ha. Dạ. Rồi. Chú sáng thì về tứ hoa sớm. Cúc hoa lê này chắc mình trồng chắc cũng thời gian ngắn hả chú, đã chưa cao nè. Tiger hả? Tiger, à, pha lê. Cái nào là pha lê? 4 tháng rồi. Ở đây không có pha lê ha? Có mà có chậu đó. À, có chậu bên kia ha. Dạ. Rồi cảm ơn chú nha. Ở bên đây thì cô chú anh chị thấy nè, mấy chị với anh là săn sóc từng cái đụ hoa. Hôm nay thì bắt đầu là cho những cái bông hoa vào trong cái bao lưới nè. Trồng ra một cái bông hoa rồi đem ra chợ bán không phải chuyện đơn giản của chú. Công phu lắm.
Ồ, chị làm cũng từng cái nụ hoa luôn đó cô chú anh chị. Một cây như vậy là cũng lâu hết chị. Rồi mấy cái hoa nở thì sao? Hoa nở là thua rồi ha. Hoa nở là vài bữa là đem bán rồi ha. Chủ yếu là hoa búp mình làm, đang mình tranh thủ làm, còn hoa nở thì sắp sửa ra chợ. Hoa nở là tại là nó chỗ sớm hết chị. Nó cùng trong một clip mà nó chỗ sớm hơn người ta trước ha. Dạ, mới có bán điều ha. Thấy làm nhanh quá nè. Chị làm nghề này bao nhiêu năm mày? Không biết luôn. Cấp khởi nghiệp làm tới giờ không nhớ hả? Đâu rồi, không biết nhiều năm. 5 năm chưa? Mười mấy, hai chục năm rồi. Ồ, vậy là ở đây trồng mười mấy, hai chục năm rồi, nghề này hả? Lâu rồi, cái này trồng lâu rồi. Ồ, quá tràn luôn. Bởi vì em thấy đây nè, trồng hoa quá nhiều luôn. Đây, quá đẹp. Bên đó là có hoa màu tím là hoa gì hả chị? Lan tím chứ thầy gơ hả? Quá xinh đẹp luôn. Không ngờ bên Phú Tân này cũng có những cái điểm trồng hoa rất là nhiều. Khu này là cũng như là làng hoa hả chị? Dạ, trồng hoa ha, mà mấy năm nay hơi ít lên tí ha. Nói chung năm nào cũng như vậy chứ. Dạ. Cái Tết ở đây dặn 14, dặn 29, 30 với Tết. Rồi mấy bữa đó là bắt đầu người ta đợp đợp ta đem ra chợ ha. Dạ. 28 đem ra cho chị. 22 này là đi bán bông bông tao đưa 18. Bên đó là 22 là ra xiền rồi đấy ha. Dạ. Ra hết bên đó rồi đó. Dạ. Rồi em cảm ơn chị cha, chúc chị dồi dào sức khỏe năm nay làm ăn phát tài nha. Đấy, cô chú anh chị nhìn thấy nè, hoa làm thì rất là tỉ mỉ từng nụ hoa luôn, đem ra chợ bán là phải chọn những cái hoa đẹp, bởi vì mấy anh với chị ở đây săn sóc kỹ lắm. Đây có anh cũng đang săn sóc hoa nữa nè. Bên đây thì đã chặt ra chợ bán rồi nè cô chú. Đây, đây nở hết rồi. Làm cỏ luôn á anh. Nở hết rồi làm cỏ luôn. Vừa bao giờ làm cỏ chắc tất bật tối ngày quá. Em thấy cái dù này là biết rồi nè. Nắng vẫn không vẫn lấy dù làm luôn. Năm nay là anh gắn bó với nghề này bao nhiêu năm rồi? Cũng 20 rồi mấy. Ồ, gì 20 năm rồi hả? À, vì bên Phú Tân em không ngờ là có một cái làng hoa hồi xưa giờ vẫn còn làm. Em tưởng đâu qua Covid là nghe nói là bà con ta trồng ít lại. Mà mình vẫn làng này vẫn kiên trì ha. Hòa Lạc cũng trồng hoa nhiều quá. Không ngờ, em không ngờ luôn á. Nhưng mà có một số giống là nghe nãy chú kia nói là lấy từ Đà Lạt về trồng luôn mà trồng hay quá ta. Trồng Đà Lạt luôn hả? Ờ, ta lấy về ta bỏ mối mình á. Dạ. Nhưng mà cái xứ kia nó lạnh, mà xứ mình là nó không có lạnh mà sao vẫn trồng được cũng hay nha. Này chắc cũng kỹ thuật chứ lắm nè. Trồng ra quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Hoa ở đây thì trồng chậu thì ít, nhưng mà trồng cắt nhánh đi bán thì nhiều. Tại nhà vườn gì là một nhánh gì là được bao nhiêu tiền chứ anh biết không? Cũng không biết ha. Ừ. Giá nó cũng trên là tùy theo thời điểm ha. Ờ, lúc thì bông thì không có đụng hàng thì mình bán giá được hơi cao. Còn nếu mà đụng hàng thì phải hạ giá xuống mới bán được. Nói lại người ta. Trồng hoa nó khổ chỗ đó đó. Hy vọng là năm nay mấy anh ít có đụng hoa ở đây. Em đi ghi hình thì ở dưới Sa Đéc á,
thì nghe nói cũng đụng hoa trên này như nào, không biết trên này thì mình không biết làm sao, thì đấy nghe nói đụng lắm, thương lái người ta trồng cũng nhiều, mà bữa nay thì bán hàng kia bằng bán hàng hết cho ta, người đi mua lại là bán hàng ha, bán hàng đi ít hơn lúc trước, nghe người ta chia sẻ vậy đó. Ở đây mình bán được phân nửa chưa anh? Chưa, tại trong Tết mà chưa bán. Chưa ha, vậy là thương lái chỉ vô mới đi vô đây dọ thôi ha. Dạ. Rồi em cảm ơn anh nha, chúc anh năm nay nhiều dồi dào sức khỏe nha. Năm nay năm Giáp Thìn, chúc anh làm ăn phát tài luôn nha. Đó, cô chú anh chị thấy không? Hoa văn thọ có đầy đủ nha. Hoa này để trồng là bán cung cấp cho ngày Tết. Chỉ là cung cấp Tết ở An Giang mình thôi. Đó, cô chú anh chị thấy nè, quá tràn đẹp luôn. Ở đây là hoa. Ồ, cái này hoa gì tím tím đẹp quá nè. Cái này là hoa gì vậy anh? Cúc Đà Lạt hả? Quá tràn đẹp luôn ha, mà tím nè. Cái này Tết chỗ lên đẹp lắm. Hoa cúc rồi cô chú, quá tràn đẹp luôn nha. Ở đây dặn thọ đồ cúc đồ đầy đủ luôn nha cô chú. Ở đây là gần như là một cái làng hoa rồi, nhưng mà tại vì mấy năm nay do thị trường cung cấp đụng hàng quá nhiều đó thì bà con trồng ít lại. Hy vọng là sắp tới thì bà con sẽ trồng nhiều hơn. Đó, cô chú anh chị thấy nè, dặn thọ trồng cũng rất là đẹp nha. Đây. Đó. Đủ màu sắc hết cô chú. Quá tràn đẹp. Hoa văn thọ đây. Ở bên đó thì hoa mới vừa chớm nở kìa, hoa Đà Lạt vậy đó cô chú. Nhưng mà cũng bông đẹp lắm nha. Cánh đồng phía ngoài kia thì người ta trồng lúa, nhưng mà trong gần gần trong này thì bà con đã trồng hoa. Chú anh chị nhìn thấy không? Quá tràn đẹp luôn. Ở đây thì cô trồng cúc hoa lê rất là nhiều luôn nha cô chú anh chị. Ở đây cô có trồng cúc của Hàn Quốc nữa nè. Cúc Hàn Quốc đây mình trồng đạt không cô? Dạ, nó cúc Hàn Quốc này cô chú. Ở đây cũng có luôn nha. Màu cam. Ở đây có hạnh tắc đồ đầy đủ nè. Đây. Hoa cúc này thì chuẩn bị bán cho ngày cỡ tầm tầm 20-22, đưa 8 giờ chờ là có thể ra chợ này cô chú. Bông quá tràn đẹp luôn. Nguyên cái khu cánh đồng này là trồng hoa rất là nhiều. Tại bên đây cô trồng lặt lá hết trơn luôn, còn bông không à. Quá tràn đẹp luôn. Dặn thọ này thì chắc chuẩn bị cho ngày Tết nè. Bông quá đẹp. Chậu này thì mấy cô trồng 3 cây. Trồng 3 cây nha. Đó, bên đây thì hoa màu tím. Cúc này màu tím, em không biết hoa gì nữa nhưng mà đẹp lắm cô chú. Đây. Quá trời đẹp luôn. Ở đây cô có trồng cúc của Hàn Quốc nữa ha. Thấy nó đạt không cô? Đó đó. Cúc mâm xô gì đó. Màu cam. Có. Ờ, đang thử nghiệm ha. Hoa đó thì giống mới nó cũng hơi hót á. Màu tím với màu cam nó hơi hót. Mà nghe nói khó trồng lắm. Vậy kỹ thuật cao.
Ở đây bông nhân thọ trồng quá trời đẹp luôn. Này là chuẩn bị cho ngày Tết rồi cô chú anh chị. Đây bên đây là hoa vàng, hoa màu tím, rất là đẹp nha. Về quê thì cô chú anh chị thấy mình nè, ở dưới đường mương thì có hoa bông súng. À sao nước dưới này nó hơi đỏ đỏ ta, quá đẹp luôn cô chú ơi. Cái này là em ra đồng luôn nha cô chú anh chị. Đó, ở đây cô chú anh chị thấy nè, hoa ở đây thì chủ yếu là bà con trồng tiết kiệm chi phí, tất nhiên là chỉ chặt nhánh ra chợ bán thôi mà chứ không có lên chậu. Cái này ngày xưa nghe nói là một cái làng hoa luôn đó cô chú, ở bên Hòa Lạc, Phú Tân. Phía bên đó là mấy cô vừa bắt sâu nè, vừa cắm cây loại cho hoa nó dựng đứng lên đó, nó đẹp cô chú. Hoa dân thọ đã sẽ sẵn ra chợ rồi nè. Quá đẹp luôn. Trồng hoa thì mấy cô phải đi săn sóc từng cái bông hoa gì đó để cho nó đẹp, để ra chợ người ta mới thích ta mua. Đó, cô chú anh chị thấy không? Đi săn sóc từng cái nụ hoa luôn. Bởi vì khi mà về quê, cô chú anh chị thấy bà con người ta trồng á, mới biết là cái cảnh cực khổ của người ta làm bông hoa không phải dễ đâu. Cô chú anh chị mình có đi mua hoa thì cũng ít trả giá lại để cho bà con người ta vui. Cô chú thấy không, làm ra những bông hoa rất là cực. Vô cái chỗ cái vườn này quá vàng thơm luôn, chất hoa văn thọ thơm hết cô, quá thơm. Năm nay văn thọ mình bán có giá không cô? Được không? So với mỗi năm á? Cũng như mỗi năm thôi ha. Quá đẹp luôn cô chú ơi. Nói cô chú anh chị thấy ra trên này là cúc pha lê nè cô chú. Cúc pha lê trồng cũng rất là nhiều ra. Này lên chậu rồi. Những cái chậu cúc này có lẽ là tới Tết mới chỗ bông gập lên cô chú. Bông nó mới búp búp à. Nhìn rất là đẹp nha. Vô cái vườn hoa này cô chú anh chị mới biết là trong này nó thơm lắm. Hoa văn thọ quá. Tại vì văn thọ này nó mới bông vàng vàng thôi nhưng mà nó thơm quá thơm luôn cô chú anh chị. Đó, rồi giờ bên đây nè. Quá tràn luôn. Hoa vàng thọ đây cô trồng quá nhiều. Đó. Quá thơm luôn. Ở phía bên đây nè cô chú anh chị thấy nè, phía bên đây thì hoa đã gực lên trơn rồi, gực bông cho cô chú. Quá trời đẹp luôn cô chú ơi. Quay trên hình ảnh thì không biết thì sao chứ mà cô chú mà về cái khu này mà nhìn hoa nổi như vậy nè là nhìn thấy thích lắm nha.
đây là quá trời đẹp luôn. Ở đây và mấy bạn trẻ và biết chỗ này là đây chụp hình, là chụp hình Tết là ok luôn đó. Đó, cô chú anh chị thấy nè, nguyên cái khu này là hoa nở hết trơn rồi nha. Quá trời đẹp. Rồi. Ở hoa này thì là bán cỡ tầm 20-22 là bán rồi nè. Quá đẹp rồi. Ở phía trước này thì chị đang sửa hoa. Ở đây thì mấy cô chú ở đây thì làm thì chú cũng nhỏ lẻ, cũng không có nhiều nên không có thuê nhiều. Đây chú lấy công làm lời của chú. Cô đây sửa hoa nè. Sáng giờ ăn cơm chưa cô? Chưa ăn cơm ha. À, làm nhà thì chừng nào đói vô ăn ha. Đây cô cầm cho nó cứng lại hả? Hoa này là dự kiến bao lâu mình ra chợ cô? 23 đường táo ha. Ừ. Dạ. Ồ, 23 đường táo chứ ngay cái ngày mà ngày thanh minh của đồng bào Việt Nam mình đúng không? Là cấp đó là hoa người ta mua nhiều ha. Vì là này cung cấp ngay ngày đó đây. Quá chừng đẹp luôn. Như cô trồng mà cái thời kỳ sinh trưởng của cây hoa này là được bao nhiêu tháng mình mới thu hoạch gì đây? 3 tháng hả cô? Dạ. Yeah. Quá đẹp. Nó tốt quá, tốt nó nở sớm ha. Mà mấy cái bông mà nó nở rồi bao là hơi khó. Làm không kịp, chứ ít người quá là không kịp ha. Dạ. Yeah. Mấy năm trước cô thu hoạch cao không? Nhiều tiền không? Năm nay rẻ rồi, năm nay thương lái người ta vô người ta mua chưa con? Cái này cũng có lai gai vậy ha. Mình đó cô trồng hoa bông bụp hay gì á? Hay là hoa hoa cúc? Dạ. Rồi tím băm xôi mình trồng dưới đất nó vậy đó hả? Ngộ ha, mình trồng dưới đất nó ra vậy ha. Còn nếu mình trồng trên chậu để trồng quay à? Dạ. Cái này là nó của Hàn Quốc đây phải không? Hôm nay cô trồng ở vùng mình thấy đạt không? Đạt ha. Thì năm tới chứ thể là đẩy mạnh hơn rồi phải không? Cái này nó đang hot ở Sa Đéc này nha. Cô có lên coi trên mạng không? Sa Đéc là nó hot dữ dằn luôn đó. Trồng nhiều nhiều là hình như bản là cháy hàng. Cháy hàng như không có đủ cung cấp. Ở đây tại vì bà con ta chưa biết nè. Chứ biết người ta cũng mua ở đây. Chỉ thử nghiệm trước ha. Đây là cúc mâm xôi Hàn Quốc nè cô chú anh chị. Trồng trên cuộn thì nhìn bông nó rất đẹp luôn nha. Hy vọng sắp tới là ở vùng này thì cô sẽ mở rộng ra trồng nhiều hơn. Ở đi con thấy áp dụng du lịch được đó con. Mình trồng nhiều ra cho người ta vô chụp hình, mình lấy giá bèo thôi. Lấy giá bèo thôi, bán cà phê thôi, người ta cũng vô đây ta chụp hình nè nha. Dạ. Không có thương lái ha. Hy vọng là con ghi hình cái video này cho bà con người ta biết nhiều. Ta về đây. Ở đây cô có số điện thoại không? Đọc số điện thoại lên đi để con giới thiệu luôn cho. 0392 851 399. Gặp cơ sở hoa của cô về đây hay là chú về đây?
chú Út Hạnh ha. À, chú Út Hạnh ở Hòa Lạc, Phú Tân nha cô chú. Cô chú anh chị mình có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại em sẽ ghi lên màn hình cho cô chú anh chị biết. À, đoàn hoa ở Phú Tân An Giang này cũng đẹp lắm nha cô chú. Đó, đây là một số hình ảnh em ghi hình lại cho cô chú anh chị xem nè. Quá chàng đẹp luôn, rực sắc luôn. Đó nè, năm nay nếu mà không có dịp thì năm tới cô chú anh chị mình có thể liên lạc với chủ vườn ở đây. Ở đây thì cung cấp hoa rất là nhiều chứ không ít đâu nha cô chú. Cô chú thấy là cái bông nào cũng đẹp chưa nè. Cúc này con quên tên hoài à. Cúc này kêu Tiger hả cô? Tiger bia hả? Tiger bia. Tiger bia. Vậy là nhớ rồi đó, Tiger bia nha. Quên hoài. Ờ, Tiger bia là nhớ hả? Đó, dài dài đây cô chú anh chị thấy không? Gực sắc luôn. Rồi cảm ơn cô nha, chúc cô năm nay mua may bán đất nè, năm Giáp Thìn làm ăn phát tài. Còn bên kia là cúc màu tím, đó là cúc Đà Lạt hả? Cúc Đà Lạt ở đây vẫn trồng giống Đà Lạt được luôn nè, quá đẹp rồi. Đó, để em ghi hình cho cô chú anh chị mình xem nha. Đây là cúc mâm xôi màu tím nhưng mà trồng tại vườn, không có lên chậu nha. Đây. Đó. Hôm nay thì nó gực sắc màu luôn rồi cô chú. Ở đây thì chỉ cô chú người ta trồng, người ta thử nghiệm. Người ta trồng thử nghiệm, nếu mà đạt thì năm tới thì sẽ trồng nhiều hơn. Nhưng mà năm nay là trồng đạt rồi đó cô chú. Quá đẹp luôn. Đó, cô chú anh chị thấy không? Quá chàng đẹp. Cái này là em ghi hình tại ngoài vườn, ở ngoài đồng luôn nha cô chú. Nếu mà lên chậu thì người ta sẽ chọn những cái bông hoa hợp lý, người ta trồng, người ta gom lại thành một cái vòng tròn như cúp bông xôi vậy đó, nó sẽ đẹp hơn. Còn đây thì ngoài đất, em ghi hình thực tế ngoài đất luôn. Đó, cô chú anh chị thấy nè. Năm nay thì có lẽ là trồng đạt nè, năm tới sẽ người ta sẽ để mạnh hơn, người ta trồng nhiều hơn. Đó, cô chú anh chị thấy không? Quá chàng đẹp. Hôm nay em cũng vô tình thôi, em đổi về đây em mới thấy cái này kêu bằng hồi xưa là cái làng hoa luôn đó cô chú, làng hoa Hòa Lạc. Nhưng mà do cái dịch Covid á thì người ta bán hoa ít lại nên người ta trồng không có quy mô, mà người ta trồng gia đình, hộ gia đình người ta trồng mà. Đó, cô chú anh chị thấy nè, ở đây nè cô chú anh chị. Đó, hoa rất là đẹp luôn nha. Đó. Đây thì bà con người ta cũng bao, cái nào bao được người ta bao, cái nào bao không kịp thì người ta ra chợ người ta bán trước. À, cô chú anh chị thấy nè, gực sắc luôn. Năm nay thấy giá cả sao chị, im không chị? Chưa nghe thương lái vô đây mua hả? Rồi chứ là mình ra chợ bán lẻ hay sao? Dạ, rồi năm nay chị thấy giá cả nó bằng năm trước không? Thua hả? Đụng hoa nhiều hay sao? Năm nay đụng hoa nhiều hả chị? À, rồi chị hôm nay trồng ở đây là bao nhiêu công? Có con công này đây hả? Công mà săn sóc khéo dữ ta, quá chàng đẹp luôn. Bán được một phần rồi. Bán gầm thì được rồi hả gì? Được rồi, bán được nhiều rồi ha. À, hy vọng tới Thanh Minh tới là chị bán này nhiều nha. Thanh Minh người ta sử dụng hoa nhiều lắm. Đó. Quả chàng đẹp luôn. Năm trước chị có trồng không? Năm trước trồng ít ha, năm nay để mạnh trồng nhiều lên. Đó. Năm trước có lời phải không? Hy vọng năm nay lời nhiều hơn nha. Rồi, cảm ơn chị nha. Chúc chị năm nay làm ăn phát tài nha. Đó, năm Thìn làm ăn phát tài luôn. Hoa quá đẹp rồi. Giờ này chị ăn cơm chưa? Vô ăn cơm đi ha. Em không ngờ là ở bên Phú Tân mình cũng còn một cái làng hoa. Mấy người ta quên rồi, ta quên làng hoa Phú Tân Hòa Lạc rồi. Hôm nay em ghi hình lại cho bà con biết, còn để cho nhớ lại qua đây mua.
Thế có lẽ là người ta không biết nhiều á, nên thương lái ít lại. Nếu mà biết nhiều thì thương lái sẽ lợi nhiều, mà bà con trồng phấn khởi hơn. Ở Châu Phú, An Giang nè. Dạ bên đây nè, sát bên đây. Rồi sao thấy chị có nên làm mà ông xã đâu? Rồi xịt lúa ha, chiều anh mới về làm tiếp ha. Sao em không lấy hệ thống nước ta? Bên đây là nghĩ tới nước à hả? Ủa không thấy hệ thống nước. Ờ à, vậy là khơi nước vô vậy là gọi đó hả? Ngộ ha. Khơi nước ngập luôn. Ồ vậy là trồng hoa này. Ờ lấy máy nhỏ tưới lên ha. Dạ hiểu rồi. Có cái máy nhỏ tưới lên, chứ không có hệ thống như bên kia. Quá đẹp luôn cô chú ơi. Đó, về lần hoa Phú Tân thì sẽ thấy hoa cúc nè, rồi hoa văn thọ rất là nhiều nha. Năm nay thì bà con cung cấp cho chợ hoa xuân năm 2024 thì các số lượng cũng khá nhiều đó. Rồi, có một số hoa thì đang thí nghiệm, cũng như là cúc mâm xôi Hàn Quốc thì đang thí nghiệm nha, nhưng mà rất là đạt. Đó, cô chú anh chị thấy không, cúc này thì cúc Tiger, cúc Tiger này thì quá tràn đẹp rồi. Quá đẹp luôn cô chú ơi. Đi trên cái bờ mương này thì sợ té, mình hơi lắc, cô chú anh chị thông cảm nha. Đó. Đây. Quá đẹp. Nơi cô chú anh chị thấy không? À, bên Phú Tân này thì trồng hoa cũng đâu thua gì mấy chỗ khác đâu cô chú. Hoa cũng rực sắc, nụ tốt lắm. Nhưng mà có lẽ là bên đây chắc có lẽ là bán giá thấp hơn mấy bên kia. Ở đây là mình trồng hoa này là mình kéo thời gian ngắn là phải không chị? Cái cây nó không được cao không? Thấy không? Mình trồng trước là bán hoa chợ người ta cấm, mà bởi vì cái cây còn đủ hoa là được rồi ha, chứ không cần phải cao. Cao là ta cắt bỏ cũng ta cũng chơi. Cắt bỏ ta cũng chơi ha. Dạ. Trồng sao cho bông nhiều là được rồi ha. Nhiều được rồi, đúng rồi. Dạ. Giờ này mình đang bao bông cho hoa hả? Bông vô đây gì nào bán được ra thêm tiền hả? Rồi cái nguyên liệu đó mình tốn kém nhiều không? Tốn kém nhiều, cực khổ lắm. Lưới đó tốn kém nhiều ha. À, là người ta biết là nó an toàn, bông nó sẽ nở ra đẹp. Nó đẹp. Đó, nếu mà ở ngoài thì trong khi ta nhìn thấy lâu lâu mình chuyển đi á, dạ, nó bị dập. Đúng rồi. Dập một số bông, còn kia chắc ăn. Dạ. Kia vô lưới là chuyển đi xa xa được. Nhưng mà mình bán bù lợi nó giá nó tăng lên không? Tăng lên nhiều. Tăng lên nhiều ha. Dạ. Nhưng mà chỉ có cực là bao thôi. Cực bao rồi cực xịt sọt là cực lắm. Dạ. Quá đẹp luôn. À, nhìn ở vườn mới biết là nó không đều ha, nó phải có cái loại nó nở sớm, có loại thì nở trễ, cũng như cây thì nó có sức sống khác nhau rồi, nó không có mạnh đều hết trơn. Cái đám bông này thì nó đẹp hơn cái đám bông nó nở rồi nữa. Dạ. Thấy không? Dạ, bông này đẹp hơn. Bông nở rồi nó hơi lùng hơn ha. Dạ. Một nhánh thì ở đây thì thương lái không biết giờ đây mua nhiêu, trong ngoài chợ cũng. Khúc này đó của chị nè, nó hơi thấp. Dạ. Mà khúc này nó thấp. Ba ba dạ. Cái đó, 4 cái đẹp. Dạ, đó đẹp. Này mình bán nếu mà trên 15.000 thì là không chị? À, là bà đâu có độ đô em ơi. Vậy ha. Mấy năm trước cái lưới 15.000, năm nay chỉ là cái lưới cũng 11-12 thôi. Vậy ha, bây giờ giá nó cạnh tranh quá trời luôn hả? Cạnh tranh quá trời. Mặn gì khó sống lắm em ơi. Nhưng mà trên 10.000 chị sống được chưa? Được. Được rồi ha. Ờ thì cũng hy vọng là bà con vô đây mua giá cao một chút cho chị đỡ ra, đằng năm tới làm tiếp nhiều hơn. Đúng rồi. Mà không có lợi, chị cũng nản quá em. Cũng nản.
Vậy chứ bỏ công sức ra nhiều mà không có lời. À, này chị mướn luôn hả? Mướn, không có đất nhà đâu. À, quá đẹp mày. Chị trồng năm nay mấy năm rồi? Ờ. Ông anh ở bên đó đấy ha. Rồi, từ từ ông dạy dài 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 cho. Không, cái ông anh của chị, ông anh của nó mình đó, người ta dân không à. Vậy ha. Vậy là thấy người ta chồng rồi có người người ta chỉ dạy rồi chồng theo. Dạ. Chồng ít cái nó bán có giá nha. Dạ. Năm nay xuống nhiều cái rẻ. Rồi hy vọng năm tới là bà con sẽ biết tới cái làng hoa của mình nhiều hơn để cho mấy chị buôn bán cho nó dễ một chút. Rồi em cảm ơn chị nha, chị có số điện thoại không? Đập số điện thoại đi. Giờ không xài ha. Rồi hy vọng dịp khác em sẽ giới thiệu cho chị nha. Ở Phú Tân này thì không những trồng hoa của chú anh chị mà còn trồng hoa màu cũng rất là đẹp nha. Ở đây trồng đậu nè. Đậu lá tốt quá tốt rồi. Bên đó thì bọn vạn thọ. Đi vạn thọ trồng bán lễ Thanh Minh nè, ngày 22 23 của chị. Đường táo về trời, lễ Thanh Minh nè. Tại trọng này là vừa bông vừa đó. Vậy chị nguyên cái vườn hoa cúc luôn nè. Quá xá đẹp rồi. Bên đây thì mới sẽ chọn nhú hoa lên. Rồi. Đẹp không? Ở đây và chụp hình là đẹp lắm cô chú. Dạ em chào chị. Rồi làm có bình ơn nè, làm hoa có bình ơn nè. Quan đợt ha, mấy đợt trước thì thuê người ta, giờ là mình lên ha. Năm nay giá cả được được im không chị? Ờ bữa nay chưa có biết giá nữa hả? Hôm nay chị nhiều trồng nhiều hoa không? Nhiều đây chắc cỡ một công đất hả? Dạ. Ở đây thì bà con trồng chiếu là chặt nhánh đem ra chợ bán ha. Chị có trồng chậu không? Không có trồng chậu luôn. Ồ, cái chỗ làng hoa này mà nếu mà bạn trẻ, mấy bạn trẻ mà thấy chắc về đây thích lắm. Chụp hình đẹp lắm. Cảnh là thôn quê nè. Đúng là thôn quê miền Tây luôn á. Quá đẹp rồi. Dự kiến năm nay là chị trồng này là chị ước tính là khoảng bao nhiêu nhánh hoa đem ra chợ? Cũng như bạn hàng, nó chặt nhiều chặt, còn nhiều dạt đó mình đem ra chợ. Dạ. Yeah. Vì bạn hàng cho người ta lựa trước ha. Chị thấy thương lái có qua đây nhiều không? Hồi xưa tới giờ ha, chứ chưa có những cái thương lái mới phải không? Dạ, bởi vì giá cả thì cũng lệ thuộc nữa. Người ta cho nhiêu mình tính nhiều phải không? Nhưng hồi đó giờ mình bán cho cái chủ này không? Dạ. Giờ để cho người ta cho giá. Dạ, người ta cho giá anh sao được thì mình bán, rồi không được cũng bán luôn chứ sao giờ. Có con cái gì không? Thấy ra làm tiếp mẹ cho người ta. đi học hết rồi hả? Con đi làm hết rồi. À, đi làm hả chị? Con lớn hết rồi ha. À, cái vườn hoa của chị năm nay là cũng rực sắc luôn nha. Bông tốt tốt không à? Hôm nay được nè. Có kinh nghiệm rồi phải không? Chị trồng mấy năm rồi? Trồng lâu lắm rồi. Lâu năm lắm rồi hả? Ở bên kia em thấy cúc tím tím là gì ta? Cúc bông xôi vậy ta? Bên đó đó chị, biệt ngoài kia. Đó. À. Đó là lan tím. Lan tím ha, cúc lan tím ha. Dạ, em tưởng đó là cúc bông xôi màu tím không chứ? Đây mình đâu có trồng màu vỏ, mình đâu có trồng mấy thứ đó. Dạ. Một công gì là đợt rồi chị có mướn nhân công nhiều không? Hai người lặt hai bữa chứ hai là cũng đủ rồi ha. Rồi rồi sắp tới mình làm lấy công làm lời. Yeah. Rồi em cảm ơn chị nha. Chúc chị năm nay mua mai bán đất nha. Đó, năm nay năm Giáp Thìn làm ăn phát tài. Cảm ơn. Đó, cô chú anh chị mình thấy là nếu mà một lần về làng hoa và lạc Phú Tân thì sẽ thấy cảnh đồng quê. Ở đây chụp hình mà bạn áo dài và chụp hình một cái ta nói quá đẹp luôn. Này là ẩm chất miền Tây luôn đấy hả cô. Đó. Bữa nào kêu mấy cô gái ở đây ra chụp hình giới thiệu đi nha cô, đăng lên Facebook đồ cho người ta biết. Dạ hết gái hả, còn trai không hả? Con trai cũng không còn luôn. Chị đi Bình Dương hết rồi hả? Đi làm hết trơn rồi.
Rồi cảm ơn cô nha, để con ghi hình cho bà con xem để giới thiệu biết đang về đây chụp hình. Quá chàng đẹp rồi, cảnh thôn quê miền Tây cô chú. Cái này mà những cô gái vẫn áo dài này kia, vẫn áo bà ba được ha. Ô chụp hình một cái ta nói hôm nay là cháy luôn đó, cháy Facebook luôn. À, cô chú anh chị thấy không? Có mương nè, có hoa nè. Ở bên kia là nguyên cái vườn chuối. Quá chàng đẹp rồi. À, nói chung là em đi cái này là cũng em đi về bên Phú Tân này chưa, nhưng mà không ngờ lại gặp ở đây là có nguyên một cái làng hoa, trồng hoa rất là nhiều luôn cô chú. Trồng cúc nè, nói chung là cúc với cúc Đà Lạt đó. Cúc pha lê thì ít nha, nhưng mà cúc tiger thì nhiều đó. Cô chú anh chị thấy nè, gà đồng là mới thấy là đậm chất miền Tây nha. Làng hoa ở Phú Tân Hòa Lạc quá đẹp luôn cô chú ơi. Cái này là chụp hình một cái ta nói đây quá xa. Ở bên đây thì có một số giống cũng cúc màu tím. Ta trồng theo nguyên hàng gì nè. Cái hàng này nó lớn lắm cô chú. Bông quá tốt luôn. Nguyên cái khu này trồng cúc nó nổi một cái, nhìn thấy gực hết trơn cô chú ơi. Quá xá đẹp rồi. Ở đây thì nói chung là bà con thì lấy công làm lời, chiếu là dân nhà ra làm mà. Nếu mà thuê người thì bà con nói không có lời, tại vì giá cả cũng bấp bênh năm nay. Nói xá rồi cô làm có mình ơi nè. Vừa lặt và vừa bao luôn. Bây giờ trồng cái gì cũng bao hết trơn. Tới hoa, hoa cũng bao và trái cây cũng bao. Nguyên khu vườn này nhìn thấy quá đẹp mắt.